take this damage. And the way I feel, can't stand it. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. Đây là tôi trong game. Còn đây là tôi ngoài đời. Rồi quay đang quay á. Khi ai đó gửi cái bài bạn ấy, hệ thống sẽ không nói cho bạn biết đâu, vì sợ bạn buồn. Nhưng khi bạn hủy kết bạn một ai đó ấy, hệ thống sẽ hỏi bạn rằng bạn có chắc không, vì sợ bạn sẽ hối hận. Anh mệt mỏi lắm em à, chơi game không còn bóng em ở đây giống như là cây đã mất lá. Bay về phương xa, cuốn đi tới tất cả để lại anh những hồi ức. Và em hạnh phúc bên người lạ, lúc em đi lẻ anh hay cục cằn anh biết là anh sai. Giờ đây phòng mơ đốt anh gục xuống thì chẳng còn ai. Cảm ơn người con gái mà anh đã từng yêu không ngừng. Sau này nếu có gặp lại thì hãy mỉm cười vì mình đã từng yêu đó em à. Thanh niên này đang là sinh viên năm cuối một trường cao đẳng, chơi game 8 đến 10 tiếng mỗi ngày. Em buộc phải nghỉ học giữa chừng vì sức khỏe không đảm bảo. Không có trung tâm cai nghiện game cho người trưởng thành, em được gia đình đưa vào khoa tâm thần bệnh viện 175 để điều trị. Vợ là bác sĩ chăm ta, vợ là nụ la hoa.
Ui chết mẹ rồi, nó bắn tôi kia.